nay bên cạnh tôi đây đang là dòng sản phẩm máy xúc đào bánh lốp HT150W với vẻ ngoài được thiết kế hầm hố với trọng lượng lên tới hơn 13 tấn, cỡ lốp sẽ là 9.0-20 và đáp ứng được rất là nhiều các công việc khác nhau. Và hệ thống chắn gạch đá giúp quá trình xúc gạch đá không bị xô vào. Trong đó động cơ là điểm cần chú trọng nhất. Máy sử dụng động cơ Cummins QSF3.9 sản xuất tại Mỹ, là loại động cơ 4 kỳ 6 xi lanh thân hàn, đạt công suất 93 kW và 2.200 vòng trên 1 phút. Máy có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 30 km/h. Cạnh tôi đây là anh Trung, chuyên viên kinh doanh tại công ty máy công trình Nagoya Việt Nam. Vâng, xin chào các bạn. Sau đây hãy cùng tôi lên trải nghiệm sản phẩm